Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì cuối cùng và sau rất nhiều thời gian chờ đợi thì bên Anna Free Fire họ cũng đã bán ra, đó là cái bộ chuồn lam rồi. Và tưởng định không bán, tưởng định chôn luôn cái project này thì gọi là căng đét. Đấy, định chôn luôn cái bộ này thì gọi là quá mệt mỏi luôn. Thì cuối cùng thì họ đã bán rồi. Sở hữu gói chuồn lam chỉ 99 nim cương. Cái này từ đêm qua nhiều anh em đã mua được rồi. Đấy, rất giòn, mua đi mua đi. Đấy, nói chung là cái này không mua thì bao giờ định mua nữa. Đấy, cái này không mua định mai mua, hay là định ngày kia mua. Mà cũng chả biết là cái bộ này bên Anna sẽ bán trong bao nhiêu thời gian. Thường thì mấy cái này bên Anna chỉ bán một ngày thôi anh em ạ. Đấy, kiểu cái phốt nhiều giảm sâu bán đúng là hôm. Đấy, hôm sau, bây giờ mà không mua luôn, đến ngày mai là không kịp nữa. Đấy, đến ngày mai thì tôi nói với anh em là không kịp nữa rồi. Đấy, kiểu bên Anna nó như thế. Hiểu, để cho người ta chờ thì chờ lâu vãi trưởng, chờ mút chỉ con bà bỉ. Đấy, sau đấy thì bán thì bán trong một ngày. Đấy, xong đến ngày mai có khi khéo đóng lại. Anh em nào muốn mua con này thì mua đi. Đấy, thì bây giờ không mua thì bao giờ mua nữa. Đấy, mua chuồn lam chàm luôn này thì mua đi. Đấy, mua ngay. Đấy, tích cực mua ngay, vận may sẽ đến. Đấy, mua thôi, còn gì nữa. Ok con dê. Đấy, bộ này phải đi quả với tiểu liên thần bài nó mới đúng bài anh em ạ. Và đến cầm khẩu chuồn lam thì nó hơi a đuổi, khẩu MP40 chuồn lam thì hơi a đuổi, nhưng mà cho cầm khẩu thần bài này thì nó phải gọi là hết nước chấm. Đấy, nó gọi là đúng bài luôn. Đấy, gọi là chuẩn chỉnh rồi vẫn chuẩn, mà chuẩn rồi không cần chỉnh luôn, được thật sự luôn, ngon luôn. Đấy, thì đấy là cái sự kiện chuồn lam. Cái sự kiện chuồn lam rất là đơn giản thôi. Ok, hôm nay thì có một cái sự kiện là Free Fire truyền này, truyền gì thì Free Fire truyền kỳ. Đấy, thì trong cái mục Free Fire truyền kỳ thì chúng ta sẽ có cái sự kiện hạ gục cuối tuần dinh quà cực cuốn. Chúng ta sẽ lấy ra hai huy hiệu bí mật. Hai huy hiệu bí mật này để làm gì thì chắc là để đổi hai cái bộ trang phục, là bộ đồ đi biển đấy, là bộ đồ boxing queen kia. Chứ còn nếu mà không đổi hai bộ này cũng chả biết đổi cái gì. Chúng ta sẽ cần giết 7 kẻ địch để mà có thể lấy được hai cái chìa khóa này. Lúc đầu ấy thì cái sự kiện phát free trang phục ấy thì bên Anna kêu là sẽ phát free hết, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn bắt là phải cày. Nhưng mà chưa biết là cày xong thì dùng cái huy hiệu đấy đổi quà như thế nào, thì hiện tại bên Anna chưa nói gì cả. Đây, thì đây chính là 6 cái bộ trang phục mà bên Anna nói là sẽ free tất tần tật từ ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 cho tới ngày 24 tháng 9 là ngày chính thức của đại hội thách đấu. Đấy, thì hai cái bộ đồ đi biển và đồ đóc boxing queen này thì nó sẽ có gì đặc biệt, thì hai bộ đồ này tôi đã review cả 6 bộ này cho anh em xem rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hai cái bộ đồ mỹ hạc dân chơi đường phố, hai bộ đồ mà được anh em yêu thích nhất thì chưa biết bao giờ sẽ được free. Và tôi nghĩ là mỗi cái bộ đôi này đấy nó sẽ có một kiểu free khác nhau, sẽ có kiểu nhiệm vụ khác nhau. Thì từ bây giờ đến 16 tháng 9 từ 16 tháng 9 là ngày hôm nay đến 25 tháng 9 thì chúng ta sẽ được cày đầy đủ tất cả 6 bộ này. Nhưng mà có dễ nhận hay không thì chúng ta sẽ phải đợi cái sự kiện bên Anna xem nó có lươn hay không. Nhưng mà cái kiểu mà nói là phát free xong rồi lại phát mấy cái chìa khóa này là tôi bắt đầu thấy có độ lươn rồi. Đấy, tôi bắt đầu thấy có độ lươn rồi. Tại vì ấy là nếu như mà họ ra một cái sự kiện nhá mà chúng ta thấy là chúng ta cày được mốc A, mốc B, mốc C, mốc D. Đấy, mà nó đến ví dụ như chúng ta cày được 60 sát thương thì chúng ta 60 mạng gục mà chúng ta nhận được một bộ trang phục, hay chúng ta chơi 90 phút, 60 phút nhận được một bộ trang phục thì chúng ta nhìn thấy luôn. Chứ còn cái kiểu mà bên Anna Free Fire ấy họ lại cho là cày xong rồi chúng ta nhận được huy hiệu này, nhận được huy hiệu kia ấy thì lươn lắm. Đấy, thì bây giờ chúng ta cày, bây giờ tôi sẽ cần cày 7 kill để lấy được cái huy hiệu bí mật. Đấy, cái huy hiệu bí mật 2. Đấy, xong rồi cái huy hiệu bí mật 2 ấy lại sử dụng để chơi một cái gì đấy nhá, hoặc là để đổi một cái gì đấy, xong dùng cái đấy để đổi lấy bộ trang phục. Thì tôi nói với anh em kiểu gì cũng sẽ có những người là bị thiếu hụt. Đấy, và sẽ có người bị thiếu hụt một cái gì đấy anh em ạ. Và thì cái kiểu mà bị thiếu hụt như thế ấy, thì nó sẽ rất là buồn cười. Nó sẽ rất là buồn cười và cười với một nụ cười buồn luôn. Đấy, là kiểu gì cũng sẽ có ông bị thiếu một huy hiệu, thiếu hai huy hiệu, quên không làm nhiệm vụ. Đấy, ví dụ như làm nhiệm vụ để nhận thẳng cái bộ đấy thì nó dễ. Chứ còn làm nhiệm vụ đấy đổi ra một cái huy hiệu, xong từ cái huy hiệu đấy lại đổi ra bộ đồ miễn phí, kiểu gì cũng sẽ có sự thiếu hụt, kiểu gì cũng sẽ có sự rơi rụng. Đấy là một điều rất là dở. Đấy là một cái điều nó rất là dở, và dở như quả dưa bở luôn. Đấy, nó rất là dở luôn. Thì
cái trò này ấy, tôi nghĩ nó là kiểu lươn. Mồm thì bên Ghana nói là sẽ phát free cả 6 bộ đồ, nhưng mà thực tế là cái khả năng chúng ta lấy có thể chúng ta chỉ đủ điều kiện lấy 1-2 bộ thôi. Và có khi là cái huy hiệu đấy lại sử dụng để mở những cái dương đấy, ví dụ mở những cái dương huyền bí, xong xong cái dương đấy lại có xác suất đấy trúng đồ đấy, xác suất trúng đồ, nhưng mà xác suất nó lại thấp và xác suất lại có thể ra một cái khác nữa đấy. Nói chung là cái kiểu mà cho nhận huy hiệu này tôi thấy lươn rồi. Cái kiểu nhận huy hiệu mà để nhận đổi đồ free tím này tôi đã bắt đầu thấy có độ lươn rồi. Tôi đã bắt đầu thấy có độ lươn nhất định rồi anh em ạ. Và lươn này lươn chúa luôn. Đấy, lươn chúa chứ không phải lươn bình thường, mà quá lươn luôn. Thì nói chung là anh em không nên kỳ vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng và để rồi lại cảm thấy khó chịu với bên gà rán. Đấy, thì cái này tôi cũng khuyên anh em là như vậy thôi, nhưng mà chắc chắn ít nhất chúng ta cũng sẽ nhận được một đồ. Đấy, có 6 bộ free chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một đồ. Nên anh em cứ yên tâm. Kiểu gì bên Nga nào cũng phải set up để mà chúng ta có thể nhận ít nhất là một đồ. Và vừa rồi chơi dại quá, chẳng biết là được 7 kill chưa nhỉ? Đấy, chẳng biết là 7 kill chưa, và vừa rồi chơi hơi dại anh em ạ. À, một thông tin khá thú vị mà liên quan UB36 dành cho anh em đang quan tâm ấy, là bên Nga Na cũng đã công bố chi tiết cái cập nhật về nâng cấp súng của khẩu Ska. Thì theo đó thì khẩu Ska UB36 thì sẽ nâng cấp 3 chip, chip số 1 tức là Ska 1 thì sẽ tăng sát thương và tốc độ bắn, chip Ska 2 là tăng sát thương và tốc độ bắn, tức là Ska 1 lên Ska 2. Ska 1 và Ska 2 thì đều sẽ tăng tốc độ bắn, trong khi đó Ska 3 sẽ tăng sát thương và độ chính xác. Đấy, và tăng sát thương và độ chính xác anh em nhá. Thì cái Ska 1 2 3 này thì rất là ok. Đấy, rất là ok la luôn. Thì nói chung là cái khẩu Ska sẽ là một khẩu súng rất mạnh trong phiên bản tới, vừa tốc độ bắn cao. Lý do một số bạn hỏi tại sao đến Ska level 3 thì không tăng thêm độ chính xác nữa, à không tăng thêm tốc độ bắn nữa, là tại vì ở cái cấp độ 3 ấy thì cái tốc độ bắn nó đã gọi là cứng rồi. Đấy, cái tốc độ 3 ở cái Ska level 3 ấy thì cái tốc độ bắn là nó đã đạt đến cái gọi là đỉnh tối đa rồi. Đấy, thế nên là sẽ không thể nào mà tăng thêm tốc độ bắn nữa, tăng thêm tốc độ bắn nữa thì nó sẽ toang. Đấy, nó sẽ bị hỏng game, thế nên là sẽ chỉ tăng tốc độ bắn đến Ska level 2 thôi. Còn đến Ska level 3 thì sẽ tăng độ chính xác nhưng cũng khá ngon, như vậy là kéo đầu, kéo tâm, vuốt viếc các kiểu nó cũng sẽ chuẩn chỉnh hơn. Đấy, nó cũng sẽ gọi là ngon hơn và tươi hơn. Đấy, mượt luôn anh em ạ. Đấy, ok, làm may quả lựu đạn nhá. Đấy, tích cực quay tay vận may sẽ tới luôn. Đấy, anh em thấy đỉnh của chóp chưa? Mà nói chung là khẩu Ska phiên bản tới sẽ rất đỉnh. À đấy, từ nãy giờ quên không review bộ chuồn lam. Đấy, bộ chuồn lam chàm luôn này trông được thật sự. Đấy, cho anh em trông bộ chuồn lam trông chất không? À, chất lừ ngang ngừ luôn. Đấy, chất lừ ngang ngừ luôn. Đấy, sai. Và tuyệt vời. Vì bộ chuồn lam này nói chung là đẹp đấy. À, bộ này nói chung là được của nó đấy, không phải đơn giản đâu. Mua 99 nấm gương, bộ này ngày xưa tôi nhớ là lấy trong mấy sự kiện khá đắt. Tuy nhiên thì bộ này đã từng một lần xuất hiện trong shop huyền bí. Đấy, ai cha nó bắn tôi, ai cha, ui, và ai cha, nó tiếp tục bắn mình ạ. À, bộ này bắn kinh ấy nhỉ. Mày bắn mình rát đấy anh em ạ. Bắn thằng chạy ra bên tay trái, mày chết. Nó thằng chạy ra bên tay trái, mày chết. Và mày chết, chạy bên tay trái với chúng tôi. Ui, và thò ra đây lại bị nó bắn anh em ạ. Cứ thò đây lại bị nó bắn. Con cờ hó này nó cứ bắn tôi anh em ạ. Ui, này làm sao đủ 7 kill đây? Không biết được mấy kill rồi nhỉ? Phải làm mấy mạng cho đủ 7 kill nào. Và hình như tôi được 6 kill hay sao ấy, phải thêm một mạng nữa. Úi trời, 184 đam. Ui, 184 đam chưa chết ạ. 184 đam chưa chết. Trời ơi, 184 đam chưa chết. Gà nhất Việt Nam có bình mạng hạ gục. Đấy, Buya ngay, hình như là vừa đủ 7 kill. Vừa đủ 7 kill anh em ạ, để ra ngoài xem. Để ra ngoài xem có đủ 7 kill hay chưa. À, đủ 7 kill thì lại mượt ngay. Nó lại gọi là mượt ngay. Ok, anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe, mua các loại phụ kiện thoại, đừng quên ghé qua đó là shop Riaki Store, shop phụ kiện dành cho game thủ Free Fire. Đường link Shopee ở Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha. Đến đây thì có rất nhiều các mẫu tai nghe, đặc biệt là các mẫu tai nghe không dây với độ trễ thấp như T33, X15, bao tay Memo để giúp chúng ta chơi game Free Fire tốt hơn. Sò lạnh DL05, một quả tản nhiệt FL05 giúp điện thoại chúng ta luôn mát mẻ. Tất cả sản phẩm đều đã bán tại Riaki Store HN hoặc Riaki Store HCM hoặc là TikTok @riakigaming.89 89 đấy, không có chấm nhá. Ok, đấy, vừa đúng 7 mạng. Đấy, được ngay hai cái huy hiệu, nhưng mà chưa biết hai huy hiệu dùng để làm gì. Đấy, mệt mỏi thật sự, ông Gaana còn không thèm ra cái chỗ cho chúng ta đổi huy hiệu nữa. À, hôm nay thì còn có một cái vòng quay mới, nhưng mà vòng quay này nó không xịn lắm nên là tôi cũng test xương cho anh em thôi. Đây là cái bộ áo đại bàng Wai Phong, thì cái bộ này ấy, nói thật là nếu như bán full cả bộ ấy, méo ai mua. Tại vì trông nó không được đẹp lắm, trừ cái áo nó có một
tí hiệu ứng thôi, nhưng mà nó không đẹp. Đấy, nó không đẹp. Bộ này tôi đã review cho anh em rồi, anh em có thể xem lại. Đấy, thế là bên Ghana Free Fire quyết định là chơi chiêu, tức là họ tách cái bộ này ra 50 ảnh mảnh. Đấy, kiểu quay được bao nhiêu thì quay. Nhưng mà nói chung cá nhân tôi đánh giá nó không giòn đâu. Cái áo và cái quần thì sẽ là những cái cuối cùng nó ra, tại vì cái áo nó có hiệu ứng. Đấy, thì anh em có thể bỏ ít kim cương ra lấy cái mũ và cái kính cũng được. Còn cái áo với quần lấy không lấy thôi. Đấy, lấy không lấy thôi. Đấy, nói chung là chán thua lắm. Có cái kính và cái tóc thì anh em lấy thôi. Ok, à, cái kính với cái mũ anh em lấy thôi. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại để mình like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.